Biên kịch Giản Viễn Tín, đạo diễn Vương Vĩ Đình, Dương Kiện Vũ, các diễn viên chính Trần Hạo Dân, Lâm Tử Thông, Diệp Tổ Tân, Lâm Giang Quốc, Hinh Tử, Trương Lượng, Dương Tuyết, Trương Bảo Văn, Trần Tử Hàm, Hàn Hiểu, Phạm Văn Vương, Hồng Thiên Minh, Lưu Dịch Đan và một số diễn viên khác. Tế Công phần 3. Tập 10.